không? Ra thì nó ý nó là sẽ nhá, là đưa về nó sẽ là có game, tức là tuần nào cũng có game để xem, chứ không phải bây giờ chúng ta xem vòng loại bây giờ vòng loại winner chúng ta nghỉ xong rồi chúng ta chờ đến, mà nó sẽ là đánh liên tục trong năm thì nó sẽ trở thành một cái, đúng là một nó hấp dẫn hơn đấy. Và cái vấn đề ấy, cái cách đấy ấy, thì làm cho những cái team trẻ ấy, họ có nhiều cơ hội hơn khi mà nó chia ra hẳn là một những cái team mà thuộc về về top 1 xong rồi chia ra cái phần top 2 các thứ nữa. Có thể cái cách làm đấy có lẽ sẽ là có thể hướng được Dota đến nhiều người chơi hơn, mong là như vậy. và thật sự là tạo công ăn việc làm ổn định cho game thủ hơn. Tạo công ăn việc làm cho caster nữa, tuần Đúng nào phải rồi, cắt giải chứ không bây giờ kiểu cứ đói thi thì thoảng 2 tháng xong lại đói hiểu không? rất mong chờ cái việc thay đổi của Valve, cái cách vận hành các giải đấu của Dota 2 Như thế cũng là rất hợp lý thôi, các bản thân cần phải có một caster. cái gì đấy, bởi vì Dota đang ngày càng đết rồi, anh em có thể thấy lượng chơi ngày càng giảm. Xong rồi xem tính toán đấy thì lượng người chơi Dota 2 thì độ tuổi trung bình khá là cao, trong khi LOL nó chỉ là từ 15 đến 17 tuổi thôi và Dota từ 19. Nghe đã thấy già rồi. Mình đây, mình bây giờ 18 tuổi mình còn thấy già rồi, 19 thì May của em 15 tuổi, hợp lý. anh em mình đấy, em 15 thì còn trẻ trẻ tí chứ anh 18 thì cũng khá là cảm giác mình Cảm cũng giác cũng bắt đầu lớn rồi đấy. chính xác rồi, tầm 18 tuổi là cũng phải bắt đầu nghĩ cho tương lai rồi. Không biết là Dota là sẽ như nào đây. Pay một con Slada sắp năm giờ mới để Ủa ý. giờ mới để ý này, Slada sắp số 5, Nick Azin sắp bot 4 và đây thì Bappe đang di chuyển đi có thể cướp rune và lưu thì chắc chắn sẽ là không lấy được đâu. Và đó sẽ là chia đều rune tới từ cả hai team mà thôi. Bên phía của team AM thì À họ quyết không, định là công lên ba rune rune 3, vẫn là 3 rune dành cho Spirit, Spirit Sigrid nhỉ. Secret. Cả cuộc quá hơi mệt anh em ạ. Hai hôm nay thì mình bị cắt khá nhiều, toàn những trận đấu căng thẳng nữa. Trên này thì Matoma đang bị dí vào bởi Lưu, có lẽ là biết đối phương có một cái Senshi ở đây rồi chăng? Đấm liên tục vào mồm Matoma, trong là Puppey ra cả khịa Spartan, ngay lập tức là Spartan ăn một cái bash vào mồm, ra là ăn một cái stun. Và Spartan thì sao? Mất đi nửa bình máu rồi, cứ bị một con Slada đuổi theo nó gõ cho liên tục vào mồm thôi. Gì anh em bảo tôi 30 tuổi, 20 chưa đến vào 30. Tommy thì 15. 15, em tôi thì sinh năm 2005. Năm nay mới chỉ 15 tuổi thôi. Mình thì sinh năm 2002. Anh em có thể gọi mình là Hiếu Hiếu hay Giang, Đăng à? Giang Hiếu. Giang Hiếu cũng được, không vấn đề gì cả. Dài thì sao? Một cái len mà có lẽ là không quá khó cho anh ta. Một con hero tay dài đi cả một con hero tay ngắn. Cái anh ta cần chỉ là không chạm vào người của ông Skylark này thôi. Dai, cảm giác dai là sắp bot à, khi anh đang không lát hit mà để cho Zazor ở đây lát hit ở đây. Xong rồi, sẽ là ăn vào cái mạng Skylark thôi, Silent lại Skylark. Liệu có là được hay không đây, body block. Mà tôi mang bắn theo. Chưa cooldown xong cái Impale, có vẻ như là không được rồi. Đổi lane rồi, để cho Matu Maman có thể xuống bot farm khi nhận thấy đối phương chip top đông quá. Và với việc là Matu Maman TP xuống thì Shadow Demon cũng di chuyển xuống đây rồi. Void cũng là đổi lane luôn. Sẵn sàng đổi luôn tới đây bên phía của team Aggressive Mode để phục vụ lối chơi. Không anh em, anh em nghĩ WC hoặc chồng tôi á, thế thì anh em đánh giá hơi thấp về Mắt thẩm mỹ. anh em đánh giá hơi thấp về tôi rồi, tôi tiêu chuẩn cao lắm, WC cửa gì. Đây thì có pull creep vào, tuy nhiên là Yap Zoy anh ta ngay lập tức là lao ra để có thể là ngăn cản wave creep này. Có Wow, flash luôn. 10%, 10%, 12, 12. mới lên một tí à? Thế cũng được đấy nhỉ? Trước là chỉ là 10 thôi, giờ lên 12% nữa thì 12% thì nghe cũng cũng được. Mà Tùng Ba Man vẫn là người ăn được cho mình một con Centaur to trong rừng. Trong khi ở đây thì bắp bay với một con Slada, có lẽ là tôi phải xem nhiều hơn vì tôi là người thích chơi support. Nhìn Slada support này thì trông có vẻ khá là bánh cuốn. Trông cũng ra gì đấy, nhưng mà trên này thì dài liên tục là bị Skylark người ta lùa vào người rồi. Thế anh em cứ nói cái chuyện gì ở trên kênh thì anh em có thể nói cái chuyện Xem kiểu game đi, xem trời game ạ. đi. Chồng con gì ở đây, tôi trai thẳng nhá.
Skylark 2 điểm bonification rồi. Harad là người của Zai là khá đau. Tiếp tục là gõ bash vào tới Puppy, phải đó là con Slada support này cũng khó chịu đấy. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở mức khó chịu thôi, còn kết quả chúng ta phải chờ xem. Mid thì sao? Misha liên tục Harad là người của Buraniza. Buraniza sẵn sàng quay trở lại cương skill luôn. Không mất quá nhiều máu với cả Nisha, mà Nisha đã phải kích hoạt bình máu to rồi. Kiểu mid này thì Bolaniza anh ta đi ổn luôn đấy. Anh ta đang farm nhỉnh hơn Nisha rất là nhiều, khi mà Nisha mới chỉ có cho 18 lát hit thôi. Trong khi đó thì Bolaniza anh ta đã có tận 19 lát hit rồi. Bởi vì thực sự là cái khoảng thời gian mà từ từ đã trên này đang êm vào người của Zai. Tuy nhiên là Zai liệu lùi về thành công hay không đây. Bị gõ theo bởi Skylark rồi, sẽ liên tục bị gõ rồi, vẫn còn cho mình đó là để họp. Và để họp đi thành công, Skylark quay ngược trở lại và tiếp tục farm rồi. Lưu thực sự là người khó chịu với cái con bug này. Nói một chút về Bolaniza thì anh ta những cái em nghĩ là phần lớn là do cái tình huống lên hút đam và rồi khiến cho Aquaden không thể là farm được. Ở cái dạng đầu này thì Aquaden chạy khá chậm, con hero mà cái tốc chạy cơ bản không phải quá cao. Nhìn xem bây giờ mới chỉ là 284 thôi, trong khi đó thì ra do là 291, lớn hơn so với cả cái con Aquaden này, đồng nghĩa việc là cắm cái dây hút đam vào người thì anh ta không thể chạy được. Cái boss này thì một lối bui khá là lạ dành cho Matubaman khi mà mua một cái bottle. Bây giờ đi len, đi side len thì ít khi người ta lấy bottle nữa, bởi vì những cái bounty thì 5 phút mới có một lần cơ. Nên là cái việc mà lên bottle 5 phút mới sạc một bottle một lần thì không phải quá hay. Nếu có chăng thì nếu là support bị chết, sau đó di chuyển ra, sau đó TP ra để sạc bottle cho đồng đội thì nghe là hợp lý hơn. Chứ đi len này mà mua một cái bottle và chờ đợi việc ăn những cái bounty để hồi lại mà 5 phút mới có một lần thì lâu quá, nó sẽ không hiệu quả tối đa với cái bottle. Trên top này thì Zai đang gặp khá nhiều vấn đề, khi anh ta là một hero tay dài đấy, nhưng mà cái lượng máu đang bị mất khá là nhiều khi mà bị Lưu Harad liên tục vào và không làm gì được cái con Omi này. Khi Omi có khả năng hưu máu cơ dù bị Harad thì anh ta có thể tự động hồi lại lượng máu cho bản thân thôi. Đây rồi, đã quay trở lại rồi và đã có tín hiệu go đến từ cả hai team. Misha đang thật sự gặp vấn đề với cả một con da do đây. Anh ta cứ liên tục là sử dụng cho mình cái hút đam cũng như là cái plasma fuel rồi, và Misha nó hút cực kỳ nhiều đam, 40 đam mà lượng đam thì chỉ có 70. Thế này thì chỉ còn 31 đam thì không hiểu là lát hit kiểu gì đây. Nhưng rất may còn trong đó là hai con Illusion vẫn có thể lát hit được bằng con bóng của mình. Không phải quá khó làm được thôi. Body block để giữ lượng máu ổn cho Creed. Rất kinh nghiệm từ Nisha. Quay trở lại khu vực giữa bot thì Matuman bắt đầu lùa người Spartan rồi. Cái tình huống chỉ đơn giản là di chuyển ra để zone đối phương ra khỏi khu vực cái room bounty mà thôi. Và giờ thì sẽ là sạc bình và quay trở lại với cả lane này. Skitter thì đang có một cái lane khá là free để cho anh ta không chịu quá nhiều sự harass từ đối phương và pha 1. Và lại còn hên nữa. Bắn bị harass nhiều. Weaver thì ở đoạn đầu này thì anh ta bắn chưa quá đau, nên là con voi này không bị harass quá nhiều, anh ta vẫn có thể farm được. Và về sau bây giờ khoảng độ level 5 thôi, Weaver có thể liên tục bắn vào người voi, voi rất là khó farm. Ở đây thì muốn bắt vào người con Nick Asin này thư khó, bắt rùa lắm thì may ra mới giết được, không đó né là bắt ngược luôn rồi. Và sẽ là bắt giáp giò rồi. Wow, này Skitter thì cũng bắt hết sức là may mắn, 16% và gõ bắt 2 phát rồi, khá là may mắn. Skitter quay lại đấm mà thù mặt thì một phát luôn, rất là cương đấy. Vâng, Skitter anh ta bắt quả may mắn quá, có cho mình phơi lút trước khi mà Shadow Demon nằm lại. Hên thì người ta cũng gõ trước đấy mấy phát không bắt rồi, thì cuối cùng thì gõ mãi thì cũng bắt chứ. Mid này thì hình như là Razor đã phải lùi về regen rồi. Lùi về, anh ta phải TP về để regen và bây giờ đang đi bộ ra lane thôi. Đây là khoảng thời gian rất tốt để cho Nisha có thể farm hồi lại, farm bù lại lượng. Chênh lệch thật ra là không nhiều quá đâu.
nếu mà để mà nói thì cũng không nhiều quá. Trên này thì Zai vẫn là ok thôi. Pha của anh ta thì khó để bị kịp cho cả một Nomina và một hero tay ngắn. Vâng, còn Sarada support thì đúng là công dụng chỉ là sử dụng cái check thôi. Mức stun bị gọi là mức mé trúng tới từ Liu. Một điểm nên cái AoE nó còn khá bé. Như nào đây? Không, ở trên này chưa giết được nhau, có lẽ ở dưới bot thì khả năng cao là sẽ có mạng hơn. Dưới bot thì Weaver di chuyển ra để ăn cái rune bounty tiếp theo. Skitter thì sao? Đây, bị phát hiện rồi. Bị nhìn thấy bởi Weaver, Matoman di chuyển vào bắn hai phát. Vâng, hai cái mắt ở đây á. Cắm mắt thế này thì muốn bảo vệ thật kỹ con voi này. Cảm giác là đấm quả bass đấy là đau nhá. Thật ra thì cũng là 3 điểm bass rồi. Thế nên là cơ bản là ta nhiều bass thì cái bon lúc đan nó sẽ tăng lên. Và nó là theo hit đánh tay, và hit đánh tay bây giờ thì cũng khá là đau rồi đấy. Bạn khá đau. Bây giờ 6 đi, có lồng. Cái lượng máu của con Weaver là 800 không, không thể lúc lồng chết được. Cần có sự hỗ trợ của đồng đội. Có Vua Men Siêu tới từ vị trí của voi rồi. Vừa đớp được thì cái bạn quái rừng vừa rồi. Trong đó trên này Skylark dí theo ra. Cái lên này thì trông khá là an toàn, nhưng mà Lưu anh ta chưa gọi là có cái tình huống đột biến. Di chuyển vào và silent được vào Lưu. Mà Lưu thì chỉ đấm tay thôi, không quan tâm lắm đến đồng đội của mình cho lắm. Còn nghĩ thì sao đây, kết thúc được mạng của Lisa tới từ vị trí của con Razor rồi. Bây giờ thì sẽ là ăn tiếp cái con bóng này luôn chăng? Con bóng này thì có cả là Skitter lại một chút, một tình huống mà solo kill tới con Lisa chăng? Cơ anh ta TP ra và sử dụng cái lồng. Đâu? Thì mới có thể giết được Lisa chứ Razor không thể nào solo kill được. Khá giật mình tại vì tình hình tự nhiên thấy Skitter xuất hiện với chẳng có cái gì cả. Lồng từ trước đó rồi. Trên top thì có binh vào đây, đời đi coi đẹp rồi. Matuaman di chuyển lên bất ngờ và Liu đã là người đằng xuống trước. Tiếp theo là Skylark bị rotate tốt từ Matuaman. Skylark họ đáp trả ngay bằng việc lấy hai thành viên bên phía của team AM ở trên top này. Dưới bot này thì với việc là Weaver di chuyển lên top thì giáp cho anh ta có khoảng trống để có thể lấy cho mình level. Úp lại không, 27 đi, vẩy hai cái rồi úp sẽ đẹp hơn. Vẫn cố vẩy một phát nữa mới úp ư? Úp rồi, chính xác phải vẩy trước úp hơn thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vẩy nào, 5 điểm, sẽ là 500 máu. Chết rồi, chắc chắn. Quá chính xác trong việc căn cái lượng đam ở đây thì Faithless Void sẽ lùi về thành công với 20 chặng sử tích. Chưa thấy một lý do gì khiến anh ta có thể chết được. Puppy ở đây ngay lập tức là bị đuổi theo bởi Lưu, nhưng mà có lẽ nên bỏ đi thôi. Dài cũng đã di chuyển sơ xuống, nhưng với việc là anh ta đã sử dụng Dream Coil ở trên top rồi thì cũng không thể làm gì các thành viên bên phía team Aggressive Mode được. Aggressive Mode lên cho mình hai cái bottle à? Dạ đâu, team Secret lên hai bottle chứ. À đúng rồi, team Secret lên hai bottle cho một con Weaver và một con Puck. Cũng được, khi mà rõ ràng ở mid của họ là một con Aquadon sẽ không đi ăn đun quá nhiều và tiếp tục bỏ nói thì chết luôn. Combo đơn giản thôi, úp lại xuống và đánh. Chính xác, úp xuống, sờ tan chồng đến từ left right. Và cứ như thế mà bắn vào người của Nisa thôi. Đây thì Matuoman liệu bị nhìn thấy bởi Lưu rồi. Và Lưu ngay lập tức là mở cho mình cái Demonic Elix và sẽ là dí theo Matuoman mà thôi. Ngay lập tức là ra. Ui dồi ôi, chán chẳng muốn đuổi theo luôn. Khi mà nhìn thấy cái lượng hưu máu cũng như là được búp cả một cái Heavenly Ray này thì không thể nào mà giết được. Bên phía của team Aggressive Mode thì họ đang có một chút lợi thế ở giai đoạn đi lên. Xét với Network thì Void đang là người top 1 và Weaver của Matuaman cũng phang không hề kém cạnh. Bám rất sát rồi. Void dưới này thì bị gõ vào một chút thì Skitter vậy ta không quan tâm lắm. Nhìn lượng đam là không đủ, thế nên là Zai không quyết định úp lồng. Và biết rõ là có một con Shadow Demon đứng ngay phía sau rồi. Chứ không phải lồng mà là Dream Coil. Nếu mà có coi lại thì Shadow Demon anh ta cũng sẽ là úp người đồng đội mình lại thôi. Matuaman đã di chuyển xuống bot như nào đây? Có lồng này. Lồng thôi. Lồng luôn rồi. Không. Thấy khá đông. Thấy khá là đông. Cơ bản là Lưu cũng chỉ có thể dồn đam vào cái lồng bằng việc stun thôi. Lượng đam là không đủ. Chưa có cái Pulse Nova, chưa giảm liều. Đánh chậm. Quyết định hợp lý thôi. Đánh khá chắc bài. Chắc bài. Tốt đấy, không phải ngẫu nhiên mà team Aggressive Mode họ đang đứng ở vị trí thứ 2 đâu. Cũng là một đội biết chơi. Một sở tách đến từ Lưu và những người đồng đội cũ ở team Up Phantom thì cũng á quân của Major rồi. Frankfurt Major 2016. Cái giải
thời đó bây giờ là còn một cái gì giờ đó rất là to cơ. 1 triệu đô. Chỉ ra là 3 triệu đô chứ nhỉ, đúng không? Anh không nhớ nhưng mà to lắm. To. To là bây giờ là 1 triệu à? Ngày xưa nhiều hơn. Ngày xưa nhiều hơn. Ở đây thì Nisha bị êm vào ăn ngay một cái lồng vào thôi, và Skylab cũng di chuyển ra. Sẽ là vũ Heavenly Grey, sau đó là đốt bằng ulti của Glacier này, và đó là Skitter có những killing spree. Vẫn giết được đó là Boradiza ở khu nào đó, nhưng mà bây giờ thì Yapzor bị êm vào. Và Yapzor thoát được với Ultimate Vendetta của mình. Lưu cũng phải bỏ mạng lại một tiếng hơi lỗ từ bên phía của tiếng vào Basic Mode, mà tôi mà solo kill. Có và có giúp đỡ của Slada. Chính xác. Với cái check. Check và dậm stun thì Weaver chính xác là con da do không thể chạy được. Rất là khó để chạy và Skylab nên trận đấu này thì Nisa anh ta bị chăm sóc kỹ quá, thành ra là cái nét hút anh ta đang bứt lên hơi chậm, mới chỉ có cho mình 4k thôi. Bây giờ thì không còn lồng nữa rồi, và sẽ là đốt theo dai, và dai bị gõ bass liên tục và gần chết đến nơi và chết rồi. Vẫn chạy được, chạy được. Coi để chạy. Hợp lý. Một quyết định. Phải coi rồi. Thật ra không coi thì cũng chưa chắc chết, nhưng mà thôi coi lại để cho chắc chắn. Và dai thì cũng không ăn được trụ. Thằng Lưu, Lưu là người deny được trụ. Như vậy sẽ là chia tiền cho cả 10 người, mỗi người có cho mình 50 đồng. Ở mid này thì Nick Asin và Nisa đã lấy được mạng của Shadow Demon rồi. Trong khi đó Skylab cố gắng di chuyển ra giúp người đồng đội mình nhưng không thể. Tiếp tục là bắt vào ư, nhưng phải là stun trúng cơ, không? Skylab, anh ta đảo như giang lạc luôn. Giác do nhìn chán nữa, không buồn stun nữa. Ơ, được anh? Không. Thôi, quên đi. Cái ông Skylab là còn trêu cho cẩn thận. Trên này thì Boraniza vẫn hoàn thành cái trách nhiệm của mình là đi đẩy lane, giữ lane và lên đồ thôi. Support của đối phương thì bao quanh khu vực này không có tầm nhìn, không anh có con mắt. Đi quá lên một tí rồi là chết luôn này. Khi mà có Nick Asin và Slada rình rập ở đây nhưng mà không. Hai support bên phía team Sirius đã di chuyển tới bắt. Và đó là đã tính toán rồi. Tính toán rồi. Skylab ở đây thì book hai Heavenly Grey lên và Puppey bị dồn vào. Puppey đi rồi. Anh ta đã đấm sẵn con clip rừng 3 hit để có thể đi ganh hoặc là đi ăn gà. Không chả qua là chủ yếu là để đi ganh, nhưng mà tự nhiên thấy con gà thì... Thôi đảo con gà. Đảo con gà nhưng mà bị giết rồi. Nghe đảo tạm nghe giống anh ấy. Anh ấy tiến bịp đấy nhỉ? Đúng người Hải Phòng đúng không? Chuẩn. Skitter sắp cooldown trong lồng và chuẩn bị hoàn thành đi full blade. Một món item khá là hợp lý trong trận đấu này. Giữ chân đối phương. Đi full để có thể burn mana của Bắc, của Serada cũng như của Nick Asin đều tốt cả. Thêm đam và thêm lượng agi khá là lớn. Đã hoàn thành xong đi full rồi. Trên này thì Boraniza vẫn đang farm gậy lốc cho mình. Sẽ là còn khoảng thời gian khá dài trước khi anh ta có gậy lốc nữa. Một Senchi và một mắt ở đây. Weaver, Matumaman, Crit. Weaver, Matumaman cần một Crit 1 á. Crit được 200 dam. Lấy được búp à? Anh nhìn cái lượng dam nó cho đi à. Quá nhiều với một cái item trị giá 2150 tiền. Đúng đúng, 45 dam. Nhưng mà cái tỷ lệ cái dam crit nó bị ít đi nhưng không đúng quan trọng. Nhưng mà quan trọng là 45 dam là rất nhiều. 45 dam là nhiều. Là nhiều hơn cả một cái Demon Edge 2200 tiền là chỉ có 42 dam thôi. Hợp lý. Đây là còn cho cả crit nữa. Vâng, chỉ cần thay đổi nhỏ thôi. Chỉ cần búp một chút thôi là sẽ là được sử dụng ngay. Một cái kiếm bình thường là được 12 đam với cả một cái 24 đam. Nhưng mà cái món đồ tổng hợp đó là 42 đam. Em không nhớ rõ lắm là bao nhiêu đam đâu. Đúng rồi, em nhớ chắc chắn là như thế lúc em mới check cả WC mà. Đợi hết cái màn hình nữa. Cái móng đầu tiên đi. Cái móng là 12 đam. Đây, cái này 18. 18 đam, cái kia 12 thì phải là 9. 24. Nhưng mà cộng vào kiểu gì thì nó là gấp đôi. Cộng kiểu gì lại ra 45 đúng không? Gấp đôi. 24 với 45 là hơn gấp đôi. Gần gấp đôi, cộng lại là chỉ có 48. Gần gấp đôi. Gần gấp đôi. Được đấy nhỉ? Crit bảo sao mà tốt săn lên đúng không? Tốt săn đánh voi sở crit cũng lên cho mình một cái crit 1. 27. Anh đã bảo 27 rồi. Em bảo 27, em cũng bảo em tính toán từ lúc tối là 27 xong chả hiểu sao. Thì ừ thì 27. Từ đã Dream coi ở đây ngay lập tức là có cái úp tới sao đi mình. Em thấy rồi đấy. Anh em chưa buồn ngủ à? Tỉnh táo hơn cả Carter luôn. Ui. Leo kia lại bị đấm chết ở trong này này. Chết rồi.
vẫn stun được lại vị trí của cái con Matuaman này. Matuaman phải sử dụng Time Lapse để chạy đi. Ui, thế anh em kiểu bình thường tỉnh thì không nói gì thì không sao, không trả bao giờ nó một câu nào. Và cứ thấy Carter lỗi là phải vào bắt bẻ ngay. Chắc chắn thôi. Biết đấy thì khi mà anh là viewer mà anh nhìn thấy người khác sai anh cũng lao vào bắt bẻ ra. Gọi là một niềm vui ấy. Ở đây thì các thành viên bên phía team AM thì họ cũng đang sờ mốc và đang hướng đến bắt Nisa và nhìn thấy rồi, xong. Đi rồi đó. Xong rồi. Có. Chỉ đơn giản là đập không chết rồi. Không cần bát, không cần úp lồng. Có một cái con chính cái xác. Con cà tím này nó gõ hỗ trợ rồi. Đã có cái chói của con cà tím rồi. Đây thì cố gắng là giải cứu Spartan, người đội trưởng tới được vùng Hy Lạp mà Yap Zo thì bị nhìn thấy rồi. Yap Zo ở kìa. Yap Zo ở đằng sau anh ta bị úp lại, bị stun lại rồi, và liệu có là chết hay không đây? Sẽ chết rồi, bị dí bởi Lưu rồi. Cố gắng sử dụng video em mời nhưng mà lốc bản thân mình lên tới từ ra giò. Hợp lý. Bây giờ bên phía của team Alexis Bot họ vẫn có thể chơi tiếp được. Khi mà AM còn lồng. Chính xác, AM vẫn còn lồng. À, tức là AM nhầm, Goi vẫn còn lồng. Còn lồng. Cứ nhầm tên mấy ông đấy thôi. Anh em cười gì xem. Ui, đồ thần này. Và bài pha. Tình thật, mấy anh em tình thế. Tưởng buồn ngủ thôi chứ. 3 giờ sáng rồi mà vẫn không dình người ta sai cái là phi vào để mà sàng sể. Group Bow dành cho một con Razor và anh ta sẽ cầm luôn thôi. Ở đây thì sao dai có lẽ sẽ là người bị bết. Anh ta liệu có phải là người bị bết không hay là cái con Lê Soak này và Lê Soak chấp nhận là chết rồi. Chết rồi. Liu thì cũng đang hướng đến cho mình một cái A tốt rồi. À, người đang cắt là Tommy cả Khánh các bạn nhá. Như nào đây? Chỉ là clear grip và cố gắng lùi về thôi. Dưới bot này sao? Có lồng này, muốn bớ và Matu không thì Matu lùi lại anh ta quá. Anh ta cũng cơ bản là cái ông Shadowman này sắp bot nhưng mà tham lên hẳn, muốn lên thêm một cái áo choàng Harry Potter cơ, một cái Glimmer Kết cơ, không mua đất Senchi gì cả. Chứ nếu mà anh ta có đớt lên úp cái con Weaver lại, sau đó là Void di chuyển vào, tham quắc vào và dùng cái lồng Imclaw 24 đam và crit 160%, 130 ba bẩn đã ôi tôi cũng có hai cái crit luôn cho cẩn thận thôi. Nhưng mà ở đâu đó thì bắt được vào Skylark rồi. Skylark lên hơi cao rồi, bán 10 kin á, 99 bạn ơi, đó chưa. Nhưng mà bán 10 kin mà cái rết mà nó là 99 thì hơi căng. Ơ, bắt mình bán 10 kin thôi. Xong. Được. Tôi ghi nhận câu này của bạn Quang Lộc Mai. Hợp lý. Đúng là bán 10 kin. Một mình một con sờ đa. Vừa chạy vào đây. Vừa mà nó rứt mồm ra không? Vừa đa chạy đây ăn apod. Không, tôi không nghĩ bắt mày đánh kém như vậy. Và là tôi cũng được làm như thế. Vâng, chẳng qua là nhường lại 10 kin cho đối phương thôi, chứ không phải là bán. Nhường những tên cướp áo đen đêm hôm rồi, đêm hôm được cướp vẫn còn đi cướp 10 kin, sợ thật. Nhường lại 10 kin cho team Alexis Mode, bán biết gì vào đấy bạn. Bạn đã thấy không đấy, anh đang cố định tình cướp để đến phút thứ 20 thì nhả XP, nhưng đấy phải nhả 19 phút 20 giây thôi, tức còn tận 40 giây nữa thì Abbott mới có XP và đã lao ra để cướp rồi thì nghe chừng chỉ có một lý do thôi. Lý do đấy thì mình không tiện nói ra, mình đã từng bị ban được cái lý do đấy rồi. Giác do có cho mình một cái Metal Armor để có thể đi đẩy len, cũng như là nếu mà khi anh ta canh lẻ anh ta sẽ tăn thêm cái Metal Armor vào thì sẽ là một cái combo giữ chân đối phương rất là lâu, khoảng ít nhất là 5 đến 6 giây. Như nào đây, Liu cứ trốn ở đây làm gì khi chưa có Atos thì anh ta không thể giúp cái con da do này lấy được mạng của dai cả được, không thể giết được con bắc. À đây rồi, làm cho con bò chạy vòng ra đây đấy, đứng ở đây sấy trụ này, sấy trộm đúng không, sấy trộm sấy không sợ. Tưởng sấy trộm mới không có tivi về luôn ạ. À, hèn thế. Da do thì sắp hoàn thành được BKB rồi, thêm độ 40 creep nữa là xong rồi. Vâng, 10 kin thì xong rồi. Có lẽ là đánh thật rồi. Puppy anh ta sẽ không có những pha di chuyển như vậy nữa đâu. Là anh ta đang hướng thẳng về một cái Blink Dagger rồi. Nhìn trông di chuyển có vẻ an toàn hơn rất là nhiều.
đấy, đứng theo rừng mình thôi, chạy qua chạy lại. Đây coi như là một cái bia đỡ đạn này cho Nisa. Nếu mà các thành viên bên phía của team Alexis Mod đi ganh, đi từ hướng này lên hay đi từ hướng này lên thì đều nhìn thấy cái con Serada này. Và dù Serada có chết đi chăng nữa thì Nisa về, Nisa mới là người quan trọng. Nisa đã pha vào cho mình bộ set 2 cũng như Anosa thôi, rồi. Rất nhanh với cái trừ giáp đến từ Papay. Team chỉ là một điểm thôi, trừ 10 giáp rồi. 10 giáp là một cái số lượng giáp khá lớn. Nhìn xem, tăng 2 điểm chỉ 15 thôi, 3 là 20. Tăng 1 điểm là đã bằng một nửa so với level 3 rồi. Ăn quá nhanh với cái tốc độ này khi mà có tới tận 2 Nisa ở đây. Giờ dép thôi nhở? Đúng rồi đấy, các bạn thấy đúng kế hoạch chưa? Đáng nhẽ có thể ăn Rosa từ khá là lâu rồi nhưng bây giờ mới ăn. Bây giờ dép đối phương thôi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Kinh thật. Khéo thật. Tuy là đang chạy hát để đi bây giờ nhưng mà cũng không quên nhiệm vụ. Làm tí. Khéo. Ngày xưa anh nhớ không nhầm là thời thì Secret 2.0 khi mà đi TI thì hình như là Papay còn thuê cả một đội gọi là Bon Star vào để phục vụ anh em đúng không? Ủa, nghe khoái nhỉ. Em không biết vụ đấy à? Em biết rồi nhưng mà em vẫn làm như làm nhiên để em chưa nghe bao giờ rồi. Nghe nó cũng banh quân nhưng mà nghe thôi, anh không thích Bon Star lắm, nghe kiểu bị cục xúc lắm. Hơi cục quái. Nó mà ra anh em mình tắc thở luôn đấy. Trong Papay hơn 2 mét thì lực lượng như thế. Dí vào ở đây và dai mất cho mình nửa cây máu là như thế này rồi đấy. Đó, quay lại lúc đầu. Ở đằng sau thì nó là một tô một lốc cái con người ở đây mà úp lồng luôn. Úp lồng rất nhiều người ở đây tới từ Payless Boy. Giờ lao vào và Skitter anh ta cần phải lùi về trong tình huống này. Nisa sử dụng cái vòng bảo vệ quá tốt và làm cho Void không thể kết thúc mạng của giáp giò, buộc phải lùi về. Tình huống đó thì bản chính ở trong lồng nhưng bản phụ thì lại ở ngoài. Và đây là một cái tình huống không kết thúc được cái mạng của Liu. Và lùi về thành công. Sủi rồi, Void mất ulti rồi. Papay truyền lên để có thể dập stun. Và Skylark không, họ đấm lại Papay luôn. Trong khi đó thì Zai cuống lao vào thực hiện một tình huống gì đó. Nhưng mà Skitter đã lùi về rồi. Và phải sử dụng Time Lapse tới từ vị trí của Batu Oman. Bây giờ thì sao đây? Zai ta nên lùi về, bị đấm đau quá, anh ta chết mất rồi. Tiếp tục khu vực bên ngoài có cho mình cái mạng của Papay. Và bên trong sẽ dồn đam chết Batu Oman. Nhưng đồng thời Liu cũng phải nằm xuống luôn. Spartan thì sao, đặt ra cho mình một quả pháo để trêu đối phương à. Zai ở bên trong sắp chết đến nơi và Zai sẽ phải chết thôi khi mà dính cái ultimate tới từ con sao Demon này. Né được. Nếu mà ta mình tốt. Ta mình là tốt và bây giờ thì họ dồn đam Nisa. Nisa sẽ mất cho mình Aegis và Immortal và là họ chết luôn. Có Manta, có Boop đến từ Omi. Còn được. Mình đó là cái Soul Ring và Nisa cooldown skill. Có bát hay không đây? Có bát rồi. Rồi và sẽ là cái chết dành cho anh ta. Nhưng đồng thời thì Skylark cũng phải nằm xuống luôn. Nhưng mà cái mạng Skylark không có ý nghĩa trong tình huống này. Tham quắc lên không? Nhìn thấy rồi. Nhưng mà không có tham deletion. Dài sẽ là lùi về được anh thôi. Còn Blink Dagger. Bên phía của team Aximus thì chưa ăn được đâu. Khi mà bên phía của Sirius thì chơi vui quá vào hơi sâu nhà đối phương và Void của Sticker này đánh được đấy nhở, tín của nó đấy khá ổn. Bây giờ trước đó anh ta úp một cái lồng không lấy được mạng ai cả mà thôi, nhưng mà vẫn đánh rất là tốt. Bây giờ MKB là chắc chắn rồi khi mà cái vòng này là gì, magnetic field của cái con Aquadon này quá khó chịu. Ở đây thì khả năng cao là Razor sẽ đi đấy, đi rồi. Dream coi lại cho chắc và thậm chí là ăn được luôn cả cái mạng của Liu ở đây. Và Liu cũng cố gắng điêu đam trước khi phải nằm xuống. Đằng sau thì Lock được vào vị trí của Spartan, cố gắng úp xuống cứu người đồng đội của mình. Đốt đam là rất đau và bây giờ Tabulation ra được rất nhiều người. Và đó là Batu Oman với cái double kill kết thúc cái mạng của Liu. Nhưng mà Zai liệu có chạy được hay không đây? Skitter ở đây không phải là cái mục tiêu anh ta nên em vào. Đúng đánh vào Papay thì sẽ là hợp lý hơn. Chính xác. Anh ta mà ngắm vào Papay có lẽ là giết được rồi ở đây thì chưa có săn thì phải. Nếu mà stun mà để cho Nick Asin di chuyển đến kịp thì có lẽ là bất tỉnh đấy. Vì Nick Asin thì có thêm cả cái Meteor Armor nữa. Chưa chắc đã ăn được cái team Aggressive mode này đâu. Đoạn này bắt đầu khó, 6k rồi. Aquadon thì farm rất nhanh, đang hướng đến cho mình một cái hơn Spy rồi. Tuy nhiên Void vẫn là người top 1 bản đồ, nhìn cái lượng đồ không phải là quá nhiều nhá. Qua bên quần, ông này thì đã không được cứu cố tun và thả Meteor Armor nhưng mà toàn trượt thôi. Mid thì Skylark đã có cho mình cái Vlad và hoàn thành cái hút rồi thì phải. Đã có tiền mua hút rồi. Và Smoke đi luôn và sẽ lấy Void làm mồi nhử. Ở khu trên top rồi. Chết rồi. Thế này burn mana này thì Void sẽ không đủ mana để úp lồng. Bên này thì có dày mana hình như không có.
Không có rồi, toàn là giày máu thôi. Mà có. À đây. Giày mana của Lưu. Lưu may quá, Lưu có giày mana. Lưu sẽ là người lên giày Guardian Queen. Ấn cái giày mana cái đi. Không cần anh ạ, có. Cần đấy. Cần. Cần. Ấn rồi. Sẽ là ăn cho mình cái trụ trên top này thôi, khi mà các thành viên bên phía Team Spirit không có đép cái trụ ấy rồi. Một cái trụ một mà đã sống đến phút thứ 27 là hơi nhiều rồi. Series thì họ ăn cho mình cái trụ 2 ở dưới boss. Được rồi. Đổi thế này thì có lãi, này cho series là rõ rồi. Mà Tubaman đang hướng đến cho mình một cú hớt thì phải. Chắc là hớt rồi. Weaver hớt. Titan Sliver có lẽ cũng sẽ đưa luôn cho Tubaman thôi. Nhạp giò ở đây thì cố gắng thực hiện những cái tình huống gọi là đẩy lên. Ra do TP ra mid. Mòi cũng farm được Titan Sliver và đã có Talon Rain của cặn của cái Time Walk rồi. Giờ sẽ là chọn vị trí hợp lý hơn so với cả cái pha walk vào trước đó. Lên gậy xanh. Gậy xanh. Thế này thì nếu mà đối phương mà TP thì không cần phải chờ những cái pha bát hên xui nữa. Mà chỉ sẽ là 100% nếu mà sử dụng thang walk. Chỉ cần walk thẳng vào đầu của đối phương thôi là sẽ là được bát luôn. Đây thì bắt được vào người Nick Galaxy rồi, giáp giò chạy đi đâu con sâu. Không có đớp, liệu lượng đam có là đủ không đủ rồi, không có đớp. Và Sandman thì anh ta bị, đang trong lúc đang vẩy thì anh ta bị stun. Đúng rồi. Thế nên là anh ta không vẩy được nữa, làm cho khi mà trong cái khoảng thời gian úp lại thì Nick Galaxy đã cooldown cho mình cái Blink để có thể Blink đi rồi. Dài thêm đam, đang cố gắng lên cho mình cái đam on. Tại sao không phải là một cái gậy xanh nhỉ? Anh ta có cái telescope nhá. Ủa, thêm đam rồi. Gậy xanh có vẻ là cần hơn đấy nhỉ? Nếu mà lên đam on này thì mục tiêu anh ta nhắm đến chắc là con Shadow Demon thôi, SD thôi. Chờ có. Đợi cái tình huống di chuyển tiếp theo này tới từ Secret khi mà Slada và Pay đang người dẫn đầu lộ smoke rồi và ngay lập tức Blink vào mặt của Razor. Razor sẽ bị stun tới chết cả rồi, biến mất luôn trong quá này. Quá nhanh. Vâng, bị trừ quá nhiều giáp và anh ta chết quá nhanh. Puppy cũng sẽ phải chết. Matoma ở đâu đó có mình cái mạng của Skylab. Puppy đã phải nằm xuống rồi nhưng Skitter dính cho mình. Đó là không gì đây? Manta về không kiểu gì đây? Manta. Và bây giờ thì bị Silent lại và không có Manta để giải Silent, anh ta cũng sẽ phải nằm xuống ở đây luôn. Triple kill vâng. Nisha. Trận đấu kết thúc. Chính xác, anh điều anh muốn nói là không có BKB thì anh ta không thể nào mà break cái coi được. Trận đấu kết thúc rồi. Quá nhanh, sức mạnh hủy diệt ở Team Secret. Vâng, combat cũng không được gọi là combat luôn, khi mà rõ ràng sự lý họ di chuyển vào lấy từng người một. Đúng là sau 10 kill thì câu chuyện nó khác hoàn toàn. Bây giờ với việc chỉ có hai buyback của Zazo và Shadow Demon thôi thì đép kiểu gì đây, ít nhất là một rush dành cho Team Secret rồi. Vâng, đứng thả cho mình cả cái Jammer để ăn trụ nữa. Thật sự nhẹ nhàng làm cái 10 kill thôi. Game thì lộ quá. Game thì hơi lộ. Thôi thì 10 kill cho đỡ lộ. 9-10 mà, thua ra đen thôi. Đây thì bắt vào người Madoman bị lốc lên rồi. Nhưng mà không có lồng thì chưa nghĩ ra cái cách để dồn đam chết Madoman. Thậm chí là stun lại được ở vị trí con Razor ở đây. Không, họ không ăn được trọn vẹn một cái rack khi mà họ chia người ra ăn, chỉ ăn được cho mình hai cái rên thôi. Mà thật sự thì chỉ có cái kinh thật không. Bây giờ không? Thì di chuyển vào Adosan thôi. Xong con Adosan này thì không biết là Alexismos thì họ sẽ cản Team Secret kiểu gì đây. Bắt đầu tầm này là Nisa anh ta vô đối rồi. Mà Tuhoban thì 3.000 máu, không hiểu là phải dồn đam kiểu gì cho nó thành công đây. Còn ở đây thì sao lại bắt vào người của một cái bóng của Nisa mà vất vả như thế này à? Thôi cũng được, 300 tiền được về voi. Lên cho mình linh ken. Không BKB, quyết tâm không BKB. Chỉ thật đấy. Linh ken cũng được khi mà có thể né được những pha burn mana đấy từ Nick Asin. Thì anh em quên mất một điều à, Secret đầu mùa. Secret đầu mùa thì chắc chắn là họ phải ăn cho mình ít nhất là từ 1 đến 2 cái chức vô địch major.
Đấy, thì Dream coi được vị trí của Razo tới từ ra rồi, nhưng mà tình huống này thì có vẻ là không đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Nhưng mà càng cuối mùa thì Silic càng ngày càng yếu đi. Cũng giống VP thôi, VP cứ vào. Ở đây Silent được đôi người rồi và sẽ là phương án chết được Spartan. Úp bản thân mình xuống câu giờ, nhưng mà Nisha thì chuyển đến với cái bóng của mình rồi. Stun lại được ở đây một người và Liu. Anh ta tiếp tục bị trừ giáp, bị đấm cực kỳ đau. Cái lượng máu anh ta biến mất, nhưng mà đây là một pha lồng khá là đẹp từ Skitter. Hút rất nhiều đạn Matoman, Matoman được úp nhưng mà không thành công đâu. Bài bách không? Bài bách hay không? Bài bách ra là đánh được luôn này. Vậy là không rồi, trong khi đó thì Zai bị làm chậm lại Determination, gõ là rất đau, Puppy lao ra cuồng cứu được người đồng đội của mình. Và một tình huống quắc hơi trượt từ Skitter bay bách ra tới từ Matoman và quay trở lại. Cuồng rồi đang bị chứng lưu, anh ta đang chờ đợi rất là trì. Và ở đây thì không ai cứu được cho Liu cả, Liu tự stun để lùi về nhưng mà có vẻ như là không được. Boraniza cũng phải nằm xuống rồi và Phaelex Void đã phải sủi. Omi anh ta buộc phải TP về death bởi vì nick Asin của Zapdo đang rát ở dưới bot. Và đây là lý do tại sao mà bắc lên Dragon, bởi vì Nisha thì lên cho mình cả EB để có thể cứu được các thành viên ở trong lồng, cũng như là khi mà sử dụng EB vào đối phương thì Dragon của Zai có thể cộng hưởng đam lên. Và card range của nó là rất xa. Anh thử check xem card range của Dragon bây giờ là như nào. Đã đam đâu, 5 mới xa đúng không? Cái nào cũng tăng card range. Ồ, uầy, cũng xa đấy. Có cái telescope nên là cái tầm cát của nó là siêu toa khổng lồ luôn. Một lần này thì chắc chắn là hai rack rồi. Land. Và game dành cho Secret. Bên phía của Arisimus thì họ vẫn kịp sống dậy, nhưng mà Void thì hết lồng rồi. Death kiểu gì đây? Lao ra cũng muốn mà vô thưởng vô phạt tới cái Phoenix Void. Cố gắng là death trụ đấy. Vâng, Secret đánh rất là cẩn thận luôn, lùi về để có thể ăn cho mình. Họ chỉ đứng vào trong outpost, họ chỉ đứng vào trong outpost ở phút thứ 19 một lần thôi. Và sẽ không có lần thứ hai đâu. Cơ hội ăn Dosan rồi, chứ vẫn là cẩn thận lùi về để ăn Mega Creep. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, cơ đến thì phải phân. Thế thì... anh mà các thành viên bên phía của team Arisimus, anh sẽ cô đồng đội không ra giết bắt bay, xong rồi ông lao thẳng ông ít chết counter đối phương. Mình lao thẳng vào trụ nhà đối phương mình chết đúng thì cho hiểu vấn đề luôn. Ở đây thì úp được vào người của Aquaden rồi, nhưng Nisha kịp thời fast start ra và bắt bay thì cũng sờ tan và lùi về thành công thôi. Ở đây úp rồi. Zapdo thì cứ lát ở dưới bot thôi. Khó chịu khó quá. Khó chịu thật sự đấy, bot tồn thế giới. Mà thật ra thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Anh ta thả Metamer vào cái trụ 4 này thì cũng không mất quá nhiều máu đâu. Nhưng mà cảm giác khó chịu luôn. Cảm giác khó chịu nhưng mà cũng không phải là quá hiệu quả. Đây sao lại bớ vào một người nữa chăng? Đó là Puppy. Puppy dính ulti của đó là cái con hero mang tên sao Demon rồi, Buffy cũng phải lên bảng điểm số. Úp là một người đó chính là Nisha. Nisha bị bớ một cái quai, nhưng lần này thì Vol trúng cho mình cái stun tới video Hammer rồi. Secret chính xác hơn là Nisha có chung Mega Kill bên trong sao dồn đam gần chết Omni Knight, mất đi cái Aegis Immortal của con Aquaden này rồi. Và lầm thôi. Dài suýt chút nữa ta phải lên bảng điểm số, nhưng Nisha thì cũng chắc chắn chết một tiếng này thôi. Anh ta bị stun lại, úp lồng được hai người tới vị trí Skitter nhưng chưa đánh được rồi, né đi một tiếng stun. Bây giờ họ dồn đam chết Nisha rồi. Matuaman phải walk đi nhưng mà không được khi mà anh ta bị lốc lên. Và anh ta sẽ hết cho mình đó là cái sử dụng skill 2 của mình, cái Super Chi và dồn đam giết chết Matuaman trong này không. Còn Vòi gõ liên tục và cắn Chi lên, Skitter sẽ bị stun. Skitter bị stun khá lâu nhưng mà anh ta được buff Heavenly Ray, anh ta walk theo và đấm liên tục vào bùn. Matuaman hết mana rồi và bây giờ phải làm gì đây? Matuaman không còn mana sử dụng và liên tục bị bash và bị stun nữa, không chạy được. Matuaman vừa làm một điều gì đó mà anh muốn xem lại, hình như anh ta cắn Chi xong rồi anh ta lại tham lap làm anh ta bị hết mana. Nhìn xem nào. Đây Matuaman có Chi. Nhìn này, anh ta cắn Chi nhưng mà lại dùng tham lap. Thế là anh ta hết mana. Thế là anh ta mới chết. Bảo sao anh vừa thấy cắn Chi đầy mana mà lại hết mana. Tuy là đã muộn rồi và anh cũng khá là mệt rồi nhưng mà vẫn không thoát khỏi mắt anh đâu. Anh em nhìn thấy là không có một cái lý do gì khiến thế chịu. Nó tụt mana nhanh như thế cả. Xong rồi, hóa ra là bắt bay không đơn giản như vậy. Không chỉ là 10 kill mà nó còn phải là over nữa. Mà có khi đó phải là game nữa. Không, over thôi chứ game đấy khó. Không, 10 kill over. Xong rồi, game đấy chứ, đủ bộ 3. Thế thì càng quá nhở. Vô sao mình bảo, ông này vừa cắn Chi
mana máu đầy ạc, xong rồi bụp cái mất đi luôn. Đó là khoảng độ 700 mana. Úi, con hero gì mà burn mana kinh thế. Chỉ có thể một con Nick Asin burn và một con tướng Intel thôi. Đây là Nick Asin là đồng đội anh ta mà, làm sao burn mana được. Úp lại rồi một cái run. Biết đây là ai không? Xác định một cái chết để cho chính bản thân mình. Tới từ Bắc Bay. Đi ở đó. Chết rồi. Chết rồi. Chắc chắn là chết rồi. Chết. Tự nghiệp cái chết cho đối phương. Vớ vẩn lại cả game chứ không phải đơn giản đâu. Ở đây thì Lưu đã có cho mình giày GG rồi. Bạn Giai làm gì thế này? Làm gì đây? Muốn chết à? Bị lốc lên rồi. Không, tự lốc lên để có thể bay đi. Hợp lý, không chết được không? Nhưng mà đâu đó thì Shadow Demon đã chết rồi. Và Void thì đang bị cô lập. Không, anh ta vẫn còn người đồng đội của mình ở đây. Đó là một con Omi. Và sẽ là họ chết giam giò rồi. Thì đó. Chỉ cần quắc lên và bát thôi. Khá là đơn giản. Giai có mặt ở đây và Dream Coin. Làm gì có ai ở đây? Có Weaver. Nhưng mà có Omi giúp đỡ ở đây thì không thể làm mà đủ đam được. Nisa thì đang di chuyển đến. Và cái tình huống này sẽ là tình huống mà anh ta sẽ sử dụng mình cái lồng mà thôi. Chưa hết mana rồi, không chịu lồng. Thôi xong rồi. Không xong rồi, đi rồi. À không rồi. Rồi người kia thôi. Over thôi. Over. Cái thứ Over. Đứa over rồi. End game thôi các anh em. Đạo diễn thật sự một bộ óc thiên tài. Phải công nhận. Người có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cái suy nghĩ. Chẳng lẽ X dày nhờ giáo sư X dã man đấy. Over rồi anh em ạ. Đẹp rồi. Một kết quả và tất cả đều vui. Một trận đấu mà tí dụ mà cái việc mà kéo đỡ over này cũng làm cho team Asimov cảm thấy mình đánh cũng được ấy chứ nhở. Đấy. Đánh mãi mới thua series không phải đơn giản đâu. Nên làm cho nền Dota lại phát triển về những cái team bé bé này lại có niềm tin vào bản thân để có thể chạy hát. Ở đây thì Bonari ra kích hoạt BKB lên. Nhưng mà tình huống này thì sẽ là tình huống mà xác định cái trận thua cho anh ta thôi. Kích hoạt lá bài ma pháp BKB. Nhưng mà đối phương thì lại lùi mất. Ta kích hoạt lá bài cả bẫy. Sủi. Bắp đi kiểu bị vui quá ấy. Cầm một con sờ đa chạy nhanh ấy, cứ đi trêu đối phương thôi. Đúng là Bắp đi ở Kuroki bạn của nhau. Ông nào khéo. Ở đây thì đi ra. Ngập Kuroki thì là sâu hơn. Sâu hơn, sâu quá. Sâu hắm luôn, 2-0 luôn cho cẩn thận. Đi ra ở đây kiểu chọc giết luôn cả anh ông này rồi ấy. Kuroki công nhận sâu đấy. Kinh ấy, đi cả winner để làm thêm tí mà. Tính toán là căng thẳng đấy. Mới lập ấy mà. Mới lập team, mới lập tổ chức. Mới lập tổ chức, tiền duy trì một tổ chức là rất là tốn kém mà. Một team Dota 2 nuôi cả một cái tổ chức thì tất nhiên là giải thưởng là không đủ. Đây thì bắt vào người Boradiza khi ở đó. Điểm mất luôn, không hồi back. Trận đấu kết thúc. Void thì cũng bị Dream Coin lại mà anh ta không có cho mình cái BKB. Chết chắc. Úi dồi ôi. Hai cái B, mỗi cái bắn vào một người và Void không thể đánh ai cả. Thua rồi. Void cũng không có cho mình bài bách 120 giây và sẽ là GG thôi. GG rồi. Chiến thắng dành cho các thành viên bên phía Team Series. Một game đấu cũng không thể nói là dễ dàng được, nhưng mà cũng là đúng ý đồ của Bắp Bay. Vừa hợp lý với cả ý đồ của anh ta.